ơi, tội nghiệp con gái tôi không đó. Học đêm học khuya vậy hả con? Dạ. Đây nè, mẹ sợ con đói, mẹ nấu mì hải sản cho con ăn nè. Mẹ để ra đi để con học xong rồi con ăn nha mẹ. Không được, con nghỉ một chút đi, ăn xong rồi học Nhưng mẹ con đang học mà. thôi bà. Đây nè, mẹ đút cho. Mẹ đưa đây con tự ăn được mà. Không, miệng ra, mở miệng ra. Ừ. Ngon không? Ngon. Ăn miếng nữa nè. Mẹ, để con học xong rồi ăn. Ăn liền cho mẹ. Giờ mẹ ra ngoài đi, con ăn xong đi. Rồi con học bài, mẹ chịu chưa? Rồi được rồi. Mình nhớ là phải ráng ăn cái hớp tô đó nha chưa. Con ngoan nha. Nè, ăn xong á rồi con cứ để tô ngoài cửa. Mẹ lên mẹ dọn cho. Dạ, con biết rồi. Ngủ ngon nha. Alo, sao vừa nói sao? Sáng mai đừng nghỉ hả? Trời ơi, sướng quá vậy. Ê, mai đi chơi hả? Tôi thấy đường đó. Vậy đi, vậy đi. Thôi thì sáng mai tôi qua nhà bà đi rồi bàn tiếp ha. Ok. Thưa mẹ đi học. Dạ. Con đi đâu? Dạ con đi học thêm toán nhà cô Hương á mẹ. Học thêm toán mà ăn mặc như vậy đó hả? Đi lên thay đồ khác cho mẹ. Ôi mấy bộ đó nó quê nó lúa lắm. Con mà mặc mấy bộ đó bạn con cường chết luôn á. Thời trang kiểu gì mà hở trên hở dưới như vậy? Đi lên thay đồ khác. Mẹ không muốn con mặc đồ vậy đi ra ngoài đường. Nhanh lên. Con lớn rồi mà để con quyết định đi mà. Con chỉ mới có 15 tuổi thôi. Chừng nào con đủ tuổi trưởng thành, mẹ cho con quyền quyết định. Đi lên thay đồ nhanh. Trời ơi, lúa quá, đi ra ngoài đường gì mà mặc đồ thấy ghê quá vậy? Nãy tôi mặc đồ đẹp rồi á, mà mẹ bắt tôi thay ra. Sao mẹ bà khó quá ha? Mẹ tôi nè, dễ lắm, thoải mái. Thiệt á, tôi ước được như bà. Trời ơi, được mặc đồ gì cũng được hết. Đồ đẹp tôi ở nhà đầy luôn á mà không được mặc nè. Ủa mà nè, ủa giờ đi đâu vậy? À, đi Cần Giờ đi. Hả? Cần Giờ đi mấy tiếng vậy? Thì cũng gần lắm, sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Ừ. Thôi bà ơi, bà bỏ đi nghĩ sao vậy, tôi về trễ mẹ tôi la tôi chết luôn á. Trời ơi, có sao đâu cái bà này. Bà giỡn quá. Bà nói là bà đi học thêm. Xong rồi cô dạy thêm bài tập, ôn bài để thi. Nên là về trễ, có gì đâu. Ê, được á, được á. Vậy giờ mình đi đi. Ê, vậy đó, bà đợi tôi xíu nha. Để tôi thay đồ xong rồi đẹp rồi trang điểm này nọ nữa nha. Ê, quay quay quay. Ôi, màu này đẹp quá bà. Trời ơi, màu này hot lắm đó nha. Bạn tôi hỏi nó chỉ có 2 cây thôi. Xong rồi tôi năn nỉ nó lắm nó mới bán cho tôi cây này nè. 1 cây là 500 ngàn. Bà thích không? Tôi hỏi cho. Please đặt cho tôi đi, đặt cho tôi đi. Được rồi, để tôi hỏi nó giùm chấm. Trời ơi, nhìn đẹp thiệt á. Ê, nó nghe nào. Ừ, gõ không có đồ. Chắc là nó đang bận gì rồi đó. Thôi bây giờ tôi đi thay đồ trước đi. Rồi, bà ngồi bà đợi tôi nha. Ok. Đẹp quá à. Dạ chào cô, tôi là phụ huynh của bé Ngọc Ánh. Dạ cô cho tôi hỏi là cháu nó đi học về chưa vậy cô? Hôm nay là các cháu nghỉ học hả cô? À, dạ, vậy thôi, cảm ơn cô. Dạ, chào cô à.
Mẹ đi học nó về. Con biết giờ này mấy giờ chưa? Mẹ, tại nãy á, cô cho con bài tập khó quá, cô bắt con phải làm xong mới cho về, nên con mới về trễ đó mẹ. Mẹ gọi điện cho cô giáo. Cô giáo nói là cho lớp nghỉ học hôm nay. Con đi đâu vậy? Con đi với bạn Như. Con học nói dối từ hồi nào vậy hả? Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Con xin lỗi mẹ. Con chưa xong với mẹ đâu. Đi lên tắm rửa đi. Dạ. Alo. Ê bà, sao rồi? Có sao không rồi đó? Trời ơi, còn có một cây thôi nha. Tôi thấy vậy á, tôi mua cho bà luôn rồi. Tôi mượn tiền mẹ tôi mua đó. Biết rồi, mà bây giờ tôi chưa có tiền. Trời ơi, bây giờ tôi lấy tiền mẹ tôi mua thì bây giờ bà phải trả lại cho tôi chứ, chẳng lẽ bây giờ tôi phải mua thêm cây nữa hả? Từ từ tôi tìm cách. Thôi tôi không biết đâu. Bà làm sao bà làm, miễn có 500 ngàn trả tôi là được rồi. Nè, tôi mới vừa bị mẹ la xong á. Để tôi từ từ đi, miễn sao tôi mua là được rồi. Tôi mà có tiền á, thì tôi cũng trả giùm bà rồi. Vậy nha, miễn sao có 500 ngàn trả tôi á, rồi tôi đưa xong cho bà. Ồ, biết rồi. Ủa mẹ 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 đi làm về hả mẹ? Con làm cái gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu, con vô con kiếm đồ thôi à. Con giấu cái gì phía sau vậy? Dạ đâu có đâu mẹ. Đưa cho mẹ coi. Nhưng đâu có giấu gì đâu mẹ. Con làm cái gì lấy tiền của mẹ? Còn mẹ con nói con tính mua son tại Như nó được, con thấy đẹp quá con muốn mua son mà mẹ. Hồng cái thói xe xua ở đâu vậy hả? Mẹ đã cấm con không được chơi với con Như, tại sao cứ như hoài vậy? Rủ rê nhau trốn Hồng rồi bây giờ còn lấy tiền của mẹ nữa. Còn cầm con, từ nay không được đi chung với con Như, biết chưa? Mẹ, con có sai thì mẹ cứ phạt con đi, mẹ không có quyền gì cấm con chơi với bạn Như hết á. Học ở đâu cái thói hỗn hào như vậy, dám ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Đi về phòng. Ơi, hình như mình hơi nặng tay với con bé. Không biết nó có giận mình không nữa. Mình có quá khắt khe với nó hay không? Alo, có tiền rồi hả? Tiền đâu mà tiền, tôi mới bị mẹ đánh xong nè. Bây giờ tôi muốn thoát ra khỏi nhà này lắm. Tôi không muốn sống ở đây đâu. Tôi sẽ tự đi làm rồi kiếm tiền để nuôi bản thân tôi. Bà lại cho tôi ở ké một đêm rồi cũng như. Trời ơi,
chán mà ghê á. Tiền nó không có rồi, còn xin nó nhờ nữa. Thôi được rồi, tôi qua đi. Rồi có gì tôi xin ba mẹ tôi cho. Ba mẹ tôi cũng dễ lắm. Ừ, cảm ơn bà nhiều nha. Anh ơi, anh đây anh. Con sẽ tự lo cho bản thân của con. Chào mẹ. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, Như ơi. Dạ. Tôi... Dạ, anh chào cô. Anh có đến đây không con? Dạ có. Đi 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 vô. Khoan khoan khoan. Sao nữa? Nói nghe nào. Bạn anh mới đến nhưng mà đi rồi cô. Mới đi tức thì luôn hả? Dạ. Mẹ bà phải gọi cho ba mẹ tôi thì bà mới được ở lại. Xin lỗi bà nha. Anh đi đâu? Bà qua nhà bà Hương đi ha. Cảm ơn con nha. Dạ. Cô ơi, bao nhiêu tiền tô tiếu vậy cô? À, 30.000 con. 30.000. Sao, đủ tiền ăn không? Dạ, có lấy con tôi cô. Ừ, ngồi đó đi, để cô nấu cho. Nè con. Cô cho con gửi tiền cô. Hả? Ở nè. Dạ. Nè 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 có. Trời đất ơi, còn nguyên vậy? Sao mang bỏ chạy? Chú tôi làm gì vậy? Kêu dừng lại gần nhà, con la lên bây giờ á. Biết chỗ này có ai không mà la? Đi chỗ này trước, nhà của chủ nhà, của chủ nhà chứ đâu. Ban ngày là của chú nhà, còn ban đêm là tôi xí rồi, cô biết không? Nè, chú đưa con làm gì? Thì đắp đi, xương xuống lạnh lắm biết không? Mà cô á, là thân con gái, đi đâu giữa khuya như vậy, nguy hiểm lắm cô biết không? Tôi sẽ không bao giờ về cái căn nhà đó nữa. Mẹ không có thương con, mẹ đánh con. Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến một mình mẹ hết á. Trời đất ơi, cha mẹ mới la có mấy tiếng mà giận hờn bỏ đi. Cứ tạm thời á, nghỉ ngơi đi đi. Chứ bây giờ á, cô đi lang thang ngoài đường á, nguy hiểm lắm biết không? Mà giờ con dành chỗ chú rồi, chú ngủ ở đâu? Mày ngủ dưới đất chứ đâu. Canh cho con ngủ đó. Nghỉ ngơi đi, mai bà tính.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ con chào cô. À, cô muốn ăn gì hả? Ngồi đi, nấu cho. Dạ dạ không cô. Cô Vân hỏi là cô có cần tuyển người giúp việc không cô? Giúp việc? Dạ. À, con muốn làm hả? Dạ đúng rồi cô. Làm nổi không đây? Bưng bê buôn bán đồ ăn là cực lắm à. Dạ cực cỡ nào con cũng làm được hết, không sao đâu cô. Thiệt không? Dạ thiệt, công việc con làm nha. Được thì nói, không được thì thôi nha, tôi không có ép à. Dạ con làm được mà cô. Thôi được rồi, nếu con muốn làm thì cô sẽ cho con thử việc tuần lễ ha. Lương thì ngày 50.000, bao ăn ngày 3 bữa. Ở ngoài sau á, thấy chưa, có cái phòng trống. Dạ. Con muốn ở lại con ở, còn muốn về nhà thì về. Dạ được cô. Nhưng mà nói trước là nguyên một tuần lễ đầu là thử việc không có lương nha. Chỉ có bao cơm thôi. Ừ, dạ dạ được cô. Ừ. Giờ có muốn làm luôn không? Hồi bữa khác tới. Dạ thôi, bây giờ con làm được luôn hả cô? Làm luôn? Dạ. Ok được, rồi vô chuẩn bị đi. Dạ dạ dạ. Ba. Dạ sao cô? Thấy gì không? Dạ. Đem dẹp, đi vô rửa. Ừ, dạ dạ. Trời đất ơi, giúp việc mà đợi tôi nhờ nữa. Nhanh nhanh ra dọn tô kìa anh ơi. Rửa có mấy cái tô mà rửa lâu vậy con? Nhanh lên. Dạ dạ. Trời ơi, lao của cái nhà mà nhất lây vậy. Cái này con lao hai nước luôn rồi đó cô. Hai nước cái gì? Người ta mà biết cách lao một nước nó cũng sạch toan nữa. Cái này mà cô có lao 10 nước nó cũng vớt nữa. Còn cái bạn nè, nè, thấy chưa? Nè, nhất vợ nè, thấy không? Sao mà không chịu lao giùm vậy? Để vậy khách vô người ta ăn rồi người ta nói mình dơ bẩn nữa. Dạ, dạ. Để lao nhanh đi. Dạ, để con lao. Lao hết nguyên chọc bàn này giùm tôi cái. Mướn về làm gì mà lên máu với nó à? Con cái bàn mà lau hoài vậy trời. Nhanh. Dạ dạ dạ. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để đó, đi ra sau chùi mấy cái nồi giùm tôi để tôi nấu nước lèo liền, nhanh lên. Dạ dạ. Khổ ghê. Làm cái gì cũng để la hết à. Mẹ ăn với con đi. Mẹ ăn rồi, ăn đi. Nhưng mà từ sáng giờ cũng thấy mẹ đâu có ăn gì đâu. Sao không có? Mẹ ăn bánh đít nè, ăn khoai lang nữa, giờ còn no lắm, con ăn đi. Như vậy không có no đâu, mẹ ăn chung với con đi. Thiệt. Rồi đây nè, ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa, biết không? Dạ. Ừ. Cô lấy tiền luôn, dù vô cái tô này được không? Cô... Gì? Lương hả? Lương đâu mà lấy? Nè, một tuần lễ làm không luôn. Nè nè, cái đó cô nghe nha, đã lo cho bản thân mình không được á, không có biết làm cái gì hết á, thì đừng có bỏ nhà đi mà quên nghe. Đây nè,
gọi điện cho ba mẹ liền. Gọi điện lại đây đàn cho tôi. Ngay này là của tại của tôi. Cô Trân xin lỗi, con không gọi được đâu cô. Con không được đúng không? Dạ. Đi vô con đồ đi ra khỏi quán của tôi chắc. Cô thương tình cho con. Cô bỏ qua cho con đi cô. Giờ cô đuổi con đi, con có chỗ nào để ngủ đó cô. Qua chỗ ngủ đúng không? Gọi ngay tức khắc, gọi cho ba mẹ liền. Mới đi đền cho tôi, rồi đi về nhanh. Khỏi gọi, mẹ nè. Mẹ. Sao mẹ ở đây? Có gì lạ đâu. Có đâu mà mẹ cô biết. Chị không? À, chị làm ơn cho tôi hỏi thăm. Dạ, chị kiếm ai? Dạ đây. Gì vậy? Chị có thấy cô bé nào đi ngang qua đây giống chị không chị? Chị có thấy không? Nó mới gọi đây thức thị nè. Rồi đâu rồi chị? Kêu ra rồi xong bỏ chạy, không có ăn. À, hiểu rồi. Con là mẹ nó đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc hai mẹ con giận nhau hồi sau nó ngồi đây vô kìm ăn trả tiền thấy cô bỏ chạy mất tiêu. Chạy hướng nào vậy chị? Có gì? Đừng nhớ đâu. Chạy đây nè. Biết đi nào đó. Cảm ơn chị nha. Cô nói con nghe. Ai mà không có lỗi? Mẹ con thương con, mẹ con mới đánh con, mới dạy dỗ con. Có chị thôi mà con bỏ nhà con đi. Ở trên đời này không có ai thương con bằng người mẹ của mình đâu. Trong đêm hôm đó và cả mấy ngày nay nữa, mẹ luôn thôi sao con. Mẹ lo cho con đó. Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi, hai mẹ con ra ngồi đi, nấu hai tô để ăn rồi đi về. I the video. Hang on, it's coming.